Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Buôn Đôn đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là tạo điều kiện cho người dân vay vốn và hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Đặc biệt, các cơ quan chức năng của huyện thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu của thị trường để hàng hóa sản xuất được tiêu thụ thuận lợi, giúp người dân nhanh chóng thu hồi vốn, nâng cao thu nhập. Có đất sản xuất nhưng vì thiếu vốn, đầu tư, kinh nghiệm cũng chưa nhiều nên thu nhập của gia đình chị Nông Thị Phương ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn rất bấp bênh. Sau khi được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Buôn Đôn, gia đình chị Phương đã đầu tư ngay vào sản xuất. Bên cạnh đó, được các hội đoàn thể hướng dẫn khoa học kỹ thuật nên năng suất đã được cải thiện. Để mở rộng sản xuất, gia đình chị Phương tiếp tục vay 50 triệu đồng để đầu tư chăm sóc cà phê, tiêu và nhãn. Những mô hình này đã bắt đầu cho thu hoạch với đầu ra khá ổn định. Đầu có nguồn vay vốn là bên Ngân hàng Chính sách, về rồi trồng tiêu, trồng cà, rồi nuôi heo, nuôi gà, rồi nuôi cá. Bây giờ mình cũng đã thoát nghèo và mong sao cái nguồn vốn này còn hỗ trợ cho dân, cho chị em phụ nữ là còn nhiều. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện cũng đã tiếp cận được các chính sách như chính sách là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi chương trình về giáo dục, về y tế, văn hóa, vân vân. Thì các cái chương trình này đã được người dân nắm và hiểu rõ hơn. Thì trên cái cơ sở đó thì qua cái công tác mà đào tạo nghề của huyện triển khai thì người nghèo và người hộ cận nghèo cũng đã tự tìm tòi học hỏi những cái kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục là phát triển xóa đói giảm nghèo. Những năm gần đây, từ việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đời sống của người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Buôn Đôn đã giúp trên 1.200 hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo được vay vốn với tổng số tiền gần 62 tỷ đồng. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, kinh tế nhiều gia đình đã được cải thiện. Bám sát cái kế hoạch chỉ tiêu giao vốn của ban đầu từ đầu năm của ban gì hội đồng Ngân hàng Chính sách tỉnh thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện khi nhận được cái kế hoạch là tham mưu cho ban đại diện hội đồng huyện phân giao với các xã để cái nguồn vốn phải phân giao về cho các thôn mà họ bình xét cho vay, các đối tượng để được bình xét đúng đối tượng cho vay. Trong năm 2023, huyện Buôn Đôn đã tập huấn hướng dẫn phát triển kinh tế cho khoảng 450 lượt hộ nghèo, mở 8 lớp đào tạo nghề cho 280 lượt người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn, đồng thời cấp mới gia hạn 55.145 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Giảm nghèo bền vững trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, pano áp phích như các cái băng rôn để cho người dân nắm bắt rõ hơn về các cái chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện để bà con được nắm và triển khai. Chuyển biến rõ nét ở huyện Buôn Đôn trong thời gian gần đây là đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo đã xác định được mục tiêu, từ đó tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất. Người dân đã biết lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp gắn với yếu tố thị trường, mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng giống mới, công nghệ mới vào sản xuất. Nhờ đó, số hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm nhiều so với trước đây. Hiện nay, huyện còn 5.312 hộ nghèo, chiếm 29,98%, giảm 3,96% so với năm 2022. Đây chính là động lực để huyện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo trong thời gian tới.